Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Học viện Âm Cua và Lê Thành Nhân. Thì hôm nay Nhân đã có một cái video sẽ gửi tới mọi người. Đây là cái video của Nhân trong giải đua Two Generation Championship 2024 diễn ra vào ngày 14 tây tháng 2, tức là vào ngày mùng 5 Tết. Thì trong giải đua này thì Nhân đang tham dự với tư cách là tay đua độc lập. Thì Nhân đang đứng ở cái vị trí xuất phát và vị trí đầu tiên, gọi là pole. Thì rất là may là tại vì Nhân đã giành được cái vị trí xuất phát cao. Tuy nhiên thì trong cái may mắn thì lại có cái không may, đó là Nhân lại dính lỗi xuất phát. Đây thì trong cái video mọi người có thể thấy, là khi mà tất cả anh em đang đang đứng để chờ vòng warm up, tức là chờ trọng tài di chuyển vào để có thể có một cái vòng chạy khởi động. Thì khi mà trọng tài đang phất cờ, đây khi trọng tài đang phất cờ giữa cờ đỏ, tức là sân vẫn còn chưa được phép lăn bánh. Cái vòng chạy này là cái vòng chạy bắt buộc ở tất cả các giải đua. Trước khi mà xuất phát với đèn thì sẽ có một cái vòng, đó là ra đậu, tất cả mọi người đậu như thế này, đậu vào vị trí xuất phát của mình để tạm gọi là xuất phát thử đi, tạm gọi là xuất phát thử cho nó dễ hiểu. Đó, thì mọi người sẽ đậu như thế này, rồi sẽ cùng nhau đề ba lên một một lượt, là chạy một vòng sân, rồi sau quay lại vị trí của mình cũng giống như thế này, rồi sẽ xuất phát với đèn. Thì đây gọi là vòng vòng chạy warm up cho tất cả các giải đua ha. Thì mọi người xem đua xe nhiều chắc là sẽ biết. Đó, nó khác với ô tô ở chỗ mà nếu mà cái rolling start là sẽ chạy qua cái vạch xuất phát, còn cái này là standing start là xuất phát tỉnh. Thì tất cả các giải đua xe máy đều phải xuất phát tỉnh như thế này, còn đua ô tô thì có thể là xuất phát tỉnh hoặc xuất phát động tùy theo giải đua. Đó, thì với cái đua xe máy là sẽ xuất phát tỉnh. Thì khi này là trọng tài đang giơ cờ, tức là thông báo là sân còn đang cấm, chưa được phép lăn bánh. Đó, thì mình đã bị một cái lỗi là mình sợ các bạn phía sau này á, là có những người mới, người cũ, người mới, người cũ, rồi mình sợ là sẽ có người xuất phát trước trước cờ do mọi người không biết cách xuất phát á, rồi sẽ tông vào đích của mình. Tại vì mình thấy rất là nhiều cái cảnh ở trên những cái giải đua lớn á, là với những anh em mới thì họ hay bị tình trạng là xuất phát trước đó. Cho nên là mình vì cái tâm lý an tâm á, mình chạy trước luôn đó. Mình khi mà trọng tài vừa mới từ bên ngoài bước vào trong cái khu vực đứng của trọng tài thôi, chưa có phất cờ xanh thì mình đã lăn bánh, mình chạy mất tiêu rồi nè, mọi người thấy không? Đó, mình chạy mất tiêu rồi. Mình đứng bên góc góc trái màn hình nè. Đây, con mình đường nhỏ đây, mình đang đứng đây nè. Đó. Thì mình thấy mọi người nguy hiểm quá, cho nên là mình nghĩ trong đầu là thôi chạy trước đi cho nó an toàn, cho nó lành. Thì rất là tiếc là bởi vì chạy trước cái tín hiệu cờ xanh của trọng tài, tức là thông báo là sân an toàn á, thì như vậy là phạm luật đó, trọng tài mới vừa bước vào thôi, chưa phất cờ xanh à. Rồi đó là mình đã chạy rồi, thì mình xuất phát bị lỗi ha, lỗi trong vòng warm up thôi, rồi sau đó mới đưa cờ xanh nè, mà thấy không, mình bị đi sớm hơn một nhịp. Đó là sau khi mà đưa cờ đỏ rồi mới tới cờ xanh, thì mình đã bị xuất phát trước cờ xanh. À, xuất phát vòng warm up trước cờ xanh rồi đi vào mới phất cờ xanh. Thì lỗi thì bị phạt thôi, hình phạt thì rất là nặng, đó là đưa mình từ vị trí đầu tiên xuống vị trí sau cùng đó, tức là mình mất cái vị trí pole, mình xuất phát vị trí sau cùng. Đây cờ đỏ đi vào, cờ xanh chưa kịp phất là mình đã lăn bánh rồi. Thì anh quan ta chung phía sau anh còn chưa biết cái hiện tượng xảy ra, anh ấy nhìn ngó nghiêng mà đó. Mình sau khi mình chạy thì mình cũng chạy theo cái vòng warm up này, nó cũng hơi hơi khó chịu. Ở giải Yamaha GP mới vừa diễn ra vào ngày 12 tháng 5 á, 12 tây tháng 5 á, thì lại xuất phát theo kiểu khác, đó là để đèn rồi xong cho tắt đèn chạy giống như xuất phát thật. Còn ở đây thì lại xuất phát cờ đó. Thì xưa giờ mình thấy là xuất phát theo cờ ở vòng warm up, là khi có cờ phất thì mọi người bắt đầu chạy, đó là khi mà cờ đỏ xuống rồi thì mới chạy. Còn Yamaha GP thì họ bật đèn đó, tuy nhiên thì họ không có tắt đèn mà họ chỉ ra lệnh là chạy thôi. Thì cũng tùy vào mỗi giải đua, thì cái việc này nên nên nên, nên mọi người khi mà tham gia thi đấu á, nên lưu ý kỹ khi mà ở cái buổi họp rider rider reference hay rider meeting nữa, mình quên rồi, rider meeting, thì ở đó mình sẽ thảo luận những cái vấn đề mà sẽ được thống nhất khi mà bước vào thi đấu như thế này đó. Thì mình bị mắc một cái lỗi là mình không biết là như thế nào là đã thống nhất trước là sẽ chạy theo cờ xanh hay chạy theo cờ đỏ hạ xuống.
thì khi mình thấy cờ đỏ vừa hạ xuống là mình chạy thôi. Đấy, cờ đỏ vừa hạ xuống là chạy thôi. Đó, cờ đỏ vừa hạ xuống khỏi tay chúng ta là chạy nè, đúng không? Vừa hạ xuống là mình lăn bánh. Thì nếu mà hiểu theo cái kiểu là cờ đỏ vừa hạ xuống lăn bánh thì mình đúng, nhưng mà nếu mà hạ theo cái kiểu mà cờ xanh phất lên mới lăn bánh đó, thì mình lại sai. Thì cái này lại không ai nói, không ai nói trước hết á, không ai nói trước cái chuyện này đó. Cũng họp vận động viên cũng không có nói về cái việc mà cờ xanh phất lên mới chạy qua mốc, hay là cờ đỏ phất lên mới chạy, hay là cờ đỏ hạ xuống là chạy qua mốc đó. Giống như ngày xưa đi, ngày xưa xưa là cái đèn nè, cái đèn này là có, nó có 1 2 3, 1 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 cái đèn đầu tiên là đèn đỏ, cái dãy đèn sau cùng là đèn xanh. Thì những năm mình nhớ là ngày xưa 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 là nó sẽ mở theo kiểu là đỏ 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 xanh là chạy đó. Nhưng mà về sau này thì nó lại theo kiểu là tất cả cùng đỏ rồi xong tắt là chạy đó. Thì mình lại nó lại thay đổi luật như thế, cho nên là phải có sự thống nhất trước là sẽ đi theo kiểu là đỏ 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 xanh, hay là đỏ 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 tắt, hay là đỏ tắt đó. Thì có rất là nhiều cái quy định thi đấu trong các giải đua thì phải cần thống nhất trước ở cái random meeting đó. Thì rất tiếc là bởi vì cái việc mà lỗi mình phạm là không được thống nhất trước, cho nên là khi mà bước qua cái chặng chặng hai á, chặng hai vào cái ngày 10, hình như là ngày 7 tây tháng 5 hay 5 tây tháng 5 vừa rồi á, thì đã có thống nhất trước trước cái việc mà cờ xuống là cờ xanh lên mới được chạy đó, rồi cộng bao nhiêu giây thì cũng đã thống nhất trước đó. Còn cái việc hôm bữa chặng một thì không hề thống nhất trước, thì mình đã dính một cái lỗi rất là oan uổng cho mình ha. Thì tuy nhiên là may mắn là mình cũng đã cứu vớt lại được cái chặng đua này, và mình đã lấy lại được cái kết quả của mình thông qua cái việc là mình vươn từ hạng chót, là cái vị trí mà mọi người sẽ thấy chỗ này nè đó, chỗ này sẽ là chỗ mình đậu sau khi mà mình trở về cái vạch xuất phát để chạy đèn ha. Thì mình đã phải xuất phát chót như thế thì rất là oan uổng cho mình, bởi vì không có thống nhất trước, mình giống như là cái đinh lú ra thì người ta đập thôi đó. Thì phải chịu thôi chứ sao giờ đó. Rồi thì bây giờ sau khi cờ đỏ hạ xuống, cờ đen phất lên thì tất cả mọi người cùng xuất phát ha. Thì riêng mình xuất phát trước, thì khi mà thấy mình lăn bánh thì tất cả anh em cũng bắt đầu chạy theo đó. Cũng rất nhiều người chạy theo mình chứ không riêng gì mình đâu, khi thấy mình chạy là mọi người chạy theo thôi. Thì nếu mà tính là lỗi thì cũng rất nhiều người lỗi chứ không riêng gì mình. Rồi đây là vào vòng chạy khởi động thì cũng không có gì đặc biệt, mình cũng cắm đầu mình chạy tại vì mình sợ sau lưng là mấy bạn mới á, cho nên là sợ bị tông, cho nên mình cắm đầu mình chạy luôn, mình không có chờ, mình không có ở lại. Thường là mình sẽ chạy như chót để mình chốt đoàn, mình quan sát đường thôi, còn lúc này mình cắm đầu mình chạy luôn á, mình không có để chờ đợi gì đó, mình không có để ai vượt lên mình hết á. Thường là mình sẽ phất tay cho tất cả người qua, mình chạy sau cùng để mình làm nóng lốp, mình làm sạch vỏ, mình kiểm tra sân, mình thử cục chà, rồi mình thử độ nghiêng của xe, rồi mình thử đủ thứ. Còn lúc này là mình bung mình chạy luôn á, mình không có chờ ai hết á, đó, bung chạy luôn mất tiêu. Thì vì cái tâm lý an toàn thì phải chịu thôi, lỡ rồi đó. Một lần lầm lỡ thì bị phạt xuống chót. Bây giờ tất cả mọi người đang trên cái hành trình bước vào cua số 6 ha. Đây là đường thẳng nè, bước vào cua số 6 nè, cua phải bên sau đường thẳng ngắn bên kia của trường đua. Rồi bây giờ mọi người sẽ bước vào cua 7 và cua 8. Thì cua 8 là một khúc cua rất là gắt bên tay trái ha. Cua này là rất nhiều người bị trượt ngã đó. Đây là mặt sân trước khi sửa. Ngày năm mùng 5 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 thì chưa sửa sân. Rồi chặng 2 là ngày 5 tây tháng 5 thì đã sửa sân rồi. Sửa xong từ hồi 3 tây tháng 5. Thì 5 tây tháng 5 là vô giải. Thì mặt đường mới nó khác hơn. Cái cua cuối này nó cũng khác với cua mới xây. Cái video phần 1 này cũng tương đối là dài rồi ha. Mình sẽ tạm ngưng cái video ở đây, cũng chưa có phân tích được gì, thì hẹn mọi người ở cái video ở phần 2 thì mình sẽ phân tích nhiều hơn. Mình rất may bởi vì mình có nguyên cái video livestream ở cái chặng 1, còn chặng 2 thì không có video, thì mình sẽ gửi tới mọi người. Đây lúc này bị phạt nè, quầy quải đi xuống vị trí cuối cùng thì thôi, cái đó bị phạt thì phải chấp nhận thôi đó. Quầy quải đi xuống dưới nhìn cũng tội nghiệp, nhưng mà trong tài phạt thì hơi nặng. Rồi, Lê Thành Nhân và Học viện Ông Cua xin hẹn mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào. Mọi thắc mắc anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline hoặc nhắn tin qua fanpage Học viện Ông Cua, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.